Chào các bạn, hôm nay Trình sẽ nói về cái phần khai thác thủy sản đại cương trong phần 4 chế tạo lưới. Thì cấu tạo một tấm lưới, lưới tấm là do các hàng chỉ lưới được xếp song song và được buộc lại với nhau bởi các buộc liên kết. Diện tích tấm lưới là tùy thuộc vào kích thước của mắt lưới và số lượng mắt lưới. Chất lượng của tấm lưới là tùy thuộc vào chất lượng của chỉ lưới và độ thô của chỉ. Kích thước của mắt lưới thông thường có hai loại, loại A và loại 2A. Kích thước mắt lưới được biểu thị tính chọn lọc của cá và cả của ngư cụ. Độ lớn của mắt lưới là biểu thị bằng một cạnh của mắt lưới và hai cạnh liên tiếp của mắt lưới là 2A. Đơn vị A thường là mm hoặc là cm, dm. Tên lưới là đôi khi mà gọi theo kích thước của mắt lưới, ví dụ như lưới 3 tức là 3 cm, lưới 7 tức là 7 cm. Chiều dài và chiều rộng của tấm lưới, độ lớn của tấm lưới nó phụ thuộc vào chiều dài và chiều rộng của tấm lưới. Chiều dài của tấm lưới được biểu thị bằng các kép căng của cái cạnh mắt lưới đó. Được không? Và biểu thị bằng mét. Chiều rộng của tấm lưới thì biểu thị bằng số lượng mắt lưới, tức là N theo chiều rộng. Khổ đan lưới, máy dệt thường thì có khổ đan với số lượng mắt lưới dày ban đầu là 500 hoặc là 1000 mắt. Hệ số rút gọn của tấm lưới, giả sử hệ số rút gọn của tấm lưới là U, biểu thị bằng tấm lưới được rút ngắn theo một tỷ lệ nào đó so với chiều dài, chiều rộng, kéo căng của tấm lưới. Giả sử khi mà ta rút gọn nó lại, ta dùng nó để mà đặt lên thuyền, đặt lên tàu bè, thì ta phải rút gọn theo tỷ lệ nó. Ta gọi tỷ lệ này là U. Và có hai loại hệ số rút gọn. Hệ số rút gọn theo chiều ngang, U1, tỷ lệ như chiều ngang thực tế và chiều ngang của tấm lưới. Tấm lưới L0, tức là đây L đây và L0. L0 là cái chiều ngang thực sự của nó, thực sự của nó đấy. Và cho căng hết mức của nó, nó được biểu thị khi mà chúng ta mua, chúng ta ra chúng ta mua bảo là 1000 mét hay là 2000 mét gì đấy, nó sẽ lấy ra cho các bạn. Hệ số rút gọn đứng, tức là U2, là tỷ lệ giữa chiều cao thực tế và chiều cao kéo căng của một tấm lưới. Chiều cao thực tế là H. Đây, H đây. H và H0. Hệ số rút gọn càng nhỏ thì biểu thị chiều đó thì càng ngắn lại, nhưng chiều kia sẽ dài ra. U1 bình phương cộng U2 bình phương sẽ bằng 1. Và khi tính toán bằng một mắt lưới thì cũng một bình phương cộng hai bình phương sẽ bằng một. Diện tích của một tấm lưới, diện tích bao gồm hai diện tích, diện tích giả và diện tích thật. Diện tích giả của tấm lưới là dùng chiều dài kéo căng và chiều rộng kéo căng để xác định diện tích của tấm lưới. Là diện tích mang tính chất lý thuyết, không có trong thực tế, thì không thể kéo căng cả hai chiều. Diện tích thật đó là diện tích thật của một tấm lưới, là diện tích dựa trên thực tế, vì khi kéo một chiều thì chiều kia cũng thay đổi theo. Diện tích thật luôn nhỏ hơn so với diện tích giả, và diện tích thật biến đổi tùy thuộc vào hệ số rút gọn. Muốn mà ép mát thì phải chọn U1 bằng U2 bằng 0.707, gần là 1, chưa bằng 1 đâu, 0.707. U1 luôn luôn bằng U2 nhớ nhé, U1 luôn luôn bằng U2, đó là diện tích thật của tấm lưới. Cường độ của một tấm lưới, cường độ của tấm lưới là biểu thị độ bền của tấm lưới. Cường độ tấm lưới phụ thuộc vào nguyên vật liệu làm lưới và kiểu gốc tạo thành mắt lưới. Tấm lưới có khi thành phẩm ấy, cường độ đứt của chỉ là giảm 30-40% so với ban đầu, so với sự hình thành của các hũ lưới. Hũ lưới càng phức tạp thì độ chỉ càng giảm. Lưới tấm, lưới tấm được chế tạo từ chỉ lưới, đan hoặc là bẹn, từ mã
Mắt lưới là yếu tố cơ bản của một tấm lưới. Thông số cơ bản của mắt lưới là kích thước của cạnh mắt lưới được ký hiệu bằng A, mình được đo trên nút hai nút liên tiếp. Khi mình kéo căng mình tính bằng đơn vị là mm. Tấm lưới hình thành bằng cách là đan tay và đan máy. Có hai dạng lưới, đó là lưới có nút và lưới không có nút. Hiện nay ngoài tấm lưới tấm có hình thoi người ta cũng sử dụng, người cá người ta sử dụng các mắt lưới có sáu cạnh, sáu mắt lưới vuông. Trong lý thuyết của các ngư cụ thì thiết kế ngư cụ thì tỷ số về đường kính chỉ lưới và kích thước cạnh lưới là d trên trên a. Tỷ số d trên a này là cái thông số chỉ số độ dày của tấm lưới, và nó ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác ngư cụ. Đối với một số loại lưới đóng, lưới rê để nâng cao hiệu quả khai thác thì thường người ta sử dụng lưới có độ dài tỷ số là d trên a nhỏ. Đấy, nghĩa là cái tỷ số giữa cái đường kính chỉ lưới và cái kích thước cạnh mắt lưới nó nhỏ, không lớn. Đấy, còn các ngư cụ như lưới kéo, lưới vây thì được dùng để tỷ số này nó lớn hơn. Chế tạo lưới. Chế tạo lưới là một kỹ thuật gia công chỉ lưới thành tấm lưới. Hiện nay đã hoàn toàn tự động hóa khâu chế tạo lưới thành bóng này rồi. Đấy. Với số lượng mắt lưới là 500 hoặc 1000, máy dệt sẽ tự động dệt theo một kiểu bút nào đó với chiều dài lưới là tùy ý. Tuy nhiên người đan lưới thủ công vẫn là phổ biến, và các công cụ đan mà biết cách đan có thể tự làm thành một tấm lưới. Lưới dệt là lưới dệt bằng máy. Lưới dệt có hai loại: lưới dệt có nút và lưới dệt không nút. Lưới dệt có nút thường sử dụng để lắp ráp thành các loại lưới khác nhau. Lưới không nút thì được sử dụng trong nghề sâm là khai thác ngoi, lưới rùng, lưới vây, lưới lồng nuôi cá. Lưới dệt thì thường được sử dụng để xử lý nhiệt để các nút lưới không bị thuộc. Lưới đan là lưới đan bằng tay. Lưới đan thì sử dụng ghim đan, cử đan để liên kết và sử dụng thành các mắt lưới bằng các đoạn nút lưới khác nhau để tạo thành một tấm lưới. Tùy theo yêu cầu mà chế tạo thành các ngư cụ và hình thức đan có thể là một tấm lưới đan có hình dạng khác nhau. Đan bình thường, dạng đan là chữ nhật, hoặc là đan vuông, hoặc là đan tăng giảm mắt lưới để tạo ra một tấm lưới tam giác hoặc là hình thăng. Đan biên là đan cái quyền cắt, ví dụ như đan biên cánh phao, cánh chì của lưới kéo. Dùng cột đan, đây dùng cột đan thì có thể bằng tre, bằng nhựa, bằng sắt, có thể đan lưới độ lớn ghim đan một phải nhỏ hơn 1/2 kích thước mắt lưới, 2/3 2A muốn đan. Và cử đan tức là cái cỡ đan ấy, dụng cụ bằng tre, bằng sắt, bằng nhựa có thể ổn định kích thước của mắt lưới. Đây là dụng cụ đan đấy. Đấy, nó có thể bằng tre, bằng nhựa, bằng sắt. Đấy, và nó phải ổn định được cái kích thước của các cạnh mắt lưới muốn đan. Và cái ghim đan ấy, độ lớn ghim đan ấy, nó phải nhỏ hơn 1/2 so với kích thước của mắt lưới 2A muốn đan. Gầy mắt lưới. Gầy mắt lưới với số lượng mắt lưới được gầy ban đầu sẽ quyết định chiều rộng và chiều cao của tấm lưới. Nó gầy theo chiều dọc. Cách gầy mắt lưới đây. Gầy mắt lưới có đầu gầy. Hoặc là gầy mắt lưới theo kiểu là không đầu gầy. Gầy mắt lưới trả theo chiều dọc. Gầy mắt lưới là số lượng mắt lưới được gầy ban đầu để chiều dài, chiều rộng của tấm lưới. Đan lưới. Đan lưới là sau khi mà gầy mắt lưới, người ta sẽ tiến hành đan lần lượt từ trái qua phải. Trái qua phải. Đấy. Và đan cho đủ số mắt lưới đã gầy. Nó đang đúng số mắt lưới đã gầy ban đầu trong mỗi cửa đan sẽ cho thành tấm lưới chữ nhật. Nếu mà đan tăng mạch, tăng keo, cửa hàng cửa đan phía dưới có số mắt lưới lớn hơn hàng cửa đan phía trên thì kết quả của tấm lưới hình thang. Đan giảm mạch thì ngược lại với tấm đan tăng mạch. Các hình thức đan, đây chúng ta đan bình thường, chúng ta đã đan như thế này. Đan chỗ tăng giữa A,
đang chúng ta ở biên, đang ở đang mặc ở biên và ở giữa hàng. Núc lưới thì có nhiều loại núc lưới, trong đó có núc dẹp, núc chân ếch, núc chân ếch kép. Và núc dẹp thì có cái câu đơn giản, đây núc dẹp đơn này. Đấy. Dễ thao tác, xong thì dễ biết dạng mắt lưới và chịu lực thì không đều theo các phương, với lưới làm bằng sợi tổng hợp thì cái ít dùng núc dẹp, và núc chân ếch đơn, này được sử dụng rộng rãi hơn, độ bền vững của chân ếch thì khi mà lực kéo theo mọi phương là như nhau. Núc chân ếch kép, núc chân ếch kép tuy có độ bền lớn hơn các loại núc khác nhưng có nhiều nhược điểm nên chỉ được sử dụng trong một vài vị trí đặc biệt của núc cụ. Các loại núc lưới khác, ví dụ là núc lưới dạc, lưới mở, lưới sống, lưới chân ếch, đơn kép, biến dạng, lưới khóa, trụm đầu, dưới, nối dây câu, ghế, tách, thòng lọng, tay thỏ, thang, hoặc trụm dây, v.v. Các lưới công đoạn, nó là công đoạn quan trọng để chế tạo nhu cầu từ lưới tấm. Để mà tấm lưới, để các tấm lưới theo nhu cầu thì phải biến thành hình thức cắt khác nhau, như hình thức cắt có hai dạng hình thức cắt cơ bản là các lưới đơn giản, các lưới phù hợp, các lưới đơn giản các thẳng hoàn toàn, các siêu hoàn toàn, các thẳng hoàn toàn và các cái phương dọc, các phương ngang, các thẳng được tiến hành đúc toàn bộ hai cạnh của hai lưới theo chiều dọc. Đây là các phương cắt, chúng ta sẽ cắt hướng này và hoặc là theo phương hàng ngang, các siêu hoàn toàn và tất cả các cạnh mắt lưới đối diện nhau và tạo thành hình siêu. Các hình thức các khác là các phù hợp, ta gọi số mắt lưới thẳng đứng theo cạnh tam giác vuông kề đường cắt là m, số mắt lưới theo chiều ngang của cạnh kề là n. Nếu mà m lớn hơn n thì các phù hợp giữa các siêu và các đứng. Nếu mà m bé n thì là các phù hợp giữa các siêu và các thẳng ngang. Nếu mà m bằng n thì các siêu hoàn toàn. Một điều chúng ta phải lưu ý, các tấm lưới theo chu kỳ 1NAD, 1NT2D thì được ghép biểu diễn như cái hình 5 này. Đấy. Nếu mà 1NAD ở đây, cắt theo một kiểu như thế này. Số mắt lưới các phối hợp mà các phối hai, còn khi mà cắt theo chu kỳ 1T2B ghép lưới, là công đoạn diêm đan ghép các tấm lưới lại với nhau, có ba hình thức. Đó là hình thức tạm thời, khi mà các mối ghép đòi hỏi là dễ thao lắp, nghĩa là mở nhanh và lắp nhanh, còn phải đòi hỏi các mối ghép tạm thời. Mối ghép này thường để ghép các treo lưới ở vàng lưới lê. Trong ghép tạm thời thì người ta sử dụng các nút dễ tháo đường ghép, thường bằng phương pháp là sườn ghép, ghép bán cố định là ghép khi cần tháo dễ, ghép khi tổn thất. Ở ghép này thì thường ghép nối ngắn, ghép cố định đường ghép một cách là đan 1/2 mắc lưới nối liền với hai tấm lưới cần ghép. Tỷ số ghép, tỷ số lắp ghép là tỷ số giữa mắt lưới theo chiều dài và kéo căng của một tấm lưới so với tấm lưới kia. Có hai hình thức ghép lưới là số lượng mắt lưới của hai tấm ghép như nhau thì ta ghép hai tấm lưới lại với nhau mà cắt đan thêm 1/2 mắt lưới, cứ một mắt tấm lưới này thì ghép với một mắt tấm lưới kia, hoặc là số lượng mắt lưới của hai tấm lưới thì còn ghép khác nhau. Nếu hai tấm lưới cần ghép có số lượng mắt lưới hoặc là chiều dài kéo căng khác nhau thì người ta cứ thể ghép A mắt lưới của tấm lưới này với B mắt lưới của tấm lưới kia, hoặc là L1 chiều dài kéo căng của tấm lưới này với L2 chiều dài kéo căng của tấm lưới kia. Các tài liệu các bạn có thể tham khảo đó là tài liệu của Hà Phó Hùng, giáo trình khai thác thủy sản được Đại học Cần Thơ, hoặc là Nguyễn Thích Hùng, giáo trình thiết kế lưới kéo của Đại học Thủy sản Nha Trang.
Và cái bài giảng của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nên nhớ lưu ý một điều là phải xem lại, chúng ta học thuộc các tính chất của nó và thuộc tính của nó, để mà khi mà ứng dụng, khi thực hành ngoài thực tế thì chúng ta nắm bắt được, chúng ta biết cách để chúng ta làm, chúng ta biết phân biệt các thể loại mạng lưới, và khi người ta nói đến hoặc là nhắc các cái hiệu quốc tế thì chúng ta biết được.